Anh Lượm, anh Lượm ơi, anh Lượm, anh tỉnh rồi, anh ăn cháo nha, tôi đi á. Khoan đã. Ơi, Quan đi đã. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà. Em xin lỗi mấy anh chị, em không phải lỗi thầy em đâu. Mày là cái con đàn bà chắc nết, lên dạy nó đòi chủ hang như vậy đó hả? Đã vậy á, không chịu đi khỏi xứ này đi, lanh quanh lẫn vẫn ở đây hoài vậy. Nói từ làng khác tới đó, biết đâu bên đó cũng bị người ta đuổi đi đó. Lệ làng á là đã cấm là không được cửa chủ quen rồi mà. Cái thứ này nè, rước xui xẻo về cho có làng. Hèn gì, mùa màng thất bát. Cái danh tiếng của đàn bà làng này mình nó làm ô nhục hết trơn rồi. Quýnh ra đi cô ta. Đừng có nói gì với nó nữa. Dẹp ra đi. Dẹp ra đi. Mấy người làm cái gì mà quýnh người ta vậy? Nó chủ quan đó. Anh biết cái gì chứ? Nó làm sống mặt cái làng này. Phải đánh cho nó chết. Mấy người cầm hết đi. Biết cái gì mà nói? Tôi nói cho mấy người biết, đây là vợ tôi, còn cái thai này là con của tôi. Gì vậy? Kể từ giờ phút này, mấy người mà còn đụng đến mẹ con cổ nữa là không yên với tôi đâu. Chủ quan mà. Cô cũng sao không? À? Đi liền đi anh Lượm, đi đi anh Lượm, đi đi anh Lượm. Đi đi, đi khỏi xứ này đi. Đừng đừng bà hư. Ủa mà sao, nó chủ quen mà. Đúng rồi, kỳ vậy. Mọi người làm tốt lắm. Nè, tự chia ra đi. Dạ, tôi cần cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Đi, đi. Sao lại là nó? Cô uống đi. Thôi, đừng có khóc nữa mà. Thật ra thì một thằng con quan như tôi cũng giống như là chữ quan như cô thôi. Cho nên tôi hiểu mà. Tôi cảm ơn anh vì hồi nãy. Nhưng mà tại sao anh tự nhận là cha của con tôi? Nếu như lúc đó tôi không làm vậy là người ta đánh cô chết đó. Thì bây giờ tôi không có vợ, cô cũng có chồng. Thôi thì vì đứa nhỏ trước cái đã. Ủa mà nhận vậy có mất mát gì đâu mà sợ. Anh tốt bụng quá, tôi cảm ơn anh. Ơn nghĩa cái gì. Thì cô cứu tôi đợt trước, bây giờ tôi cứu cô lại coi như huề. Hả? Tôi cũng làm phiền anh nhiều rồi. Thôi tôi xin phép anh tôi đi. Ê, cô đi đâu? Cô nhà cửa gì đâu mà đi, bụng mang dạ chữa vậy. Sức khỏe yếu nữa, lỡ đi ra ngoài đó có chuyện gì thì sao hả? Bây giờ cứ việc ở lại đây đi, khi nào tìm được chỗ hắn đi. Ngồi yên đó đi, tôi vô trong kiếm gì cho ăn. Ngồi yên nghe, tôi đi đâu à? Cô vô đi. Dạ. Ủa cậu ơi, cậu đây là phòng nghỉ của người làm hả cậu? Phải. Mọi người đi đâu hết rồi cậu? Sao không có ai hết vậy? Mọi người hả? Dạ. Mọi người đi làm hết rồi. Vậy thôi cậu cho tôi xin phép.
Tôi đi làm với mọi người nha cậu. Ê, Hoàng hả? Cô là người mới tới xin việc, có biết gì đâu mà làm. Cứ nghỉ ở đây đi, rồi mai tôi giao việc cho làm. Dạ thôi cậu ơi, tôi ở đây mình tôi cũng sợ lắm. Cậu cho tôi đi làm việc đi cậu. À, cậu. Em, ai nói là em ở một mình, có cậu ở với em mà. Không cậu ơi, cậu ơi, không cậu ơi, đừng bằng cậu, buông ra. Cứu tôi với. Quang, Quang đi cậu thư. Cứu tôi với, cậu ơi, đừng bằng cậu. Cứu tôi với. Đừng. Gì vậy? Hả? Tôi làm anh thức giấc hả? Ủa? Sao cô không ngủ đi? Tại anh ngủ, anh gái to quá, tôi ngủ không được. Tôi xin lỗi cô, tại nào giờ ngủ mình quen rồi. Để tôi ngủ, tôi ngáy nhỏ lại ha. Ngáy làm sao ngáy nhỏ được? À, ủa? Cái gì vậy? Sao cô không đắp đi? Hả? Thôi, tôi đã nhờ nhà anh nhường cái giường cho tôi rồi, giờ cái mền anh cũng nhường cho tôi nữa. Thôi tôi ngại lắm, anh đáp đi. Cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi. Trước giờ chưa có ai đối xử với tôi như vậy hết. Có lẽ bởi vì tôi là thằng tù tội, cho nên ai cũng xa lánh tôi hết. Anh đừng nói vậy, tôi thấy anh đâu giống như người ta nói đâu. Mặc dù anh là tội phạm, nhưng mà tôi thấy anh cũng không có xấu. Không phải là người xấu, nhưng mà chắc chắn không phải là người tốt. Chỉ có bọn nhà giàu mới dám vỗ ngực xưng tên, nói mình là người tốt thôi. Bởi vì tụi nó có thể dùng tiền để phủ hết tất cả tội lỗi của tụi nó. Còn tôi và cô là dân đen, cho nên mãi mãi vẫn chỉ là người xấu. Anh trước đây á, anh có nói với tôi chuyện anh đi tù là có liên quan tới tụi nhà giàu. Đừng có nhắc tới quá khứ khốn nạn làm cái gì nữa. Tôi xin lỗi. Tôi làm cho cô sợ ha. Cô ngồi đi. Tôi không muốn nhắc lại cái quá khứ đó. Có trách là trách vì tại tôi nghèo quá. Hồi đó tôi khờ, cho nên mới bị người ta hãm hại. Nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà tôi thấy giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì ở vị trí của anh với tôi cũng đâu thể nào chống lại được quyền lực của tụi nhà giàu đâu. Chẳng lẽ cứ sống nhẫn nhịn như vậy hoài sao? Để cho nó bụng nó đè đầu cửa cổ mình hay sao? Tôi xin lỗi. Thôi, cô đi ngủ đi. Cầm lấy mà đắp, đừng có ngại. Mẹ con cô cần nó hơn tôi. Tôi là đàn ông mà lo gì. Nhiều đây thì thấm tháp gì so với lúc mà tôi ở tù. Đi ngủ đi. Đi đi. Cậu biết cậu là ai không? Dạ biết. Biết tại sao gặp cậu không chào? Dạ có chào rồi mà. Chào gì nào? Gì đâu nói nhỏ xíu trong hậu ai mà nghe. Chào lại coi. Dạ chào cậu. Lớn lên coi. Lớn lên. Dạ chào cậu. Mai mốt gặp tôi là phải chào lớn lên nha. Đừng có để nhắc.
Anh đi đi. Mày ở lớn mua mua tôi ra. Ây da. Ây da. Mày làm gì ở lớn? Mày hại tao. Mà mày còn hỏi làm gì nữa hả? Tao hại mày hồi nào? Mày nhiều lại hả? Ây da. Mua tôi ra lớn. Khốn nạn. Giết mày. Khốn nạn. Quang. Ây da. Quang. Quang quang lớn. Chị mày đi tù á là tại vì mày hãm hiếp con gái nhìn người ta. Bữa đó. Mấy anh thấy rõ ràng chưa? Nó cưỡng bức con gái như người ta. Tụi nghe cô gái la quá trời luôn. Xong nó còn đánh người ta ngất xỉu nữa kìa. Lấy đâu? Bắt lại. Không phải là tôi mà. Tôi bị quát là... là cậu Sáng. Cậu Sáng hãm hại cô gái. Xong cậu đánh cậu bất xỉu. Tôi không có biết gì hết á. Nè, mày nói năng cho đàng hoàng nha. Mày có biết tao là ai không? Tao là con trai vào hội đồng mà đi làm ba cái chuyện này hả? Tao nói cho mày biết, tội của mày đã nặng lắm rồi. Bây giờ thêm tụi vô khống nữa là mày ở tù mọt gông nha mày. Tôi bị quan thiệt mà. Cô ơi, cô làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi để minh quan cho tôi. Cô ơi, tỉnh lại đi mà. Cô gái tỉnh lại rồi kìa. Trời ơi, cô tỉnh lại tôi mừng quá. Cô có sao không vậy? Mày nghe răng cửa lời là tao giết cả nhà mày đó. Biết chưa? Cô đừng có sợ. Bây giờ cô nói cho mấy anh ở đây biết đi. Ai là người cưỡng bức cô? Có phải là tôi không? Đó, mấy anh thấy chưa? Liền là nó đó, mấy anh giải nó đi đi. Cô ơi, nói giùm tôi đi mà, đừng có vậy mà. Giải nó đi. Không, tôi không có hại cậu. Tôi bị quan mà, tôi bị quan. Cút ngay. Nhưng mày, mày đã gài tao. Ngày hôm đó tao đi về. Không, cậu ơi, cậu đi lại đi. Cậu ra. Cậu ơi, ra đi mà. Cậu, cậu trả sự trong gian cho tôi đi cậu ơi. Thôi, em đừng có khóc nữa. Cái này sao trách cậu được? Cái này phải trách em mới đúng. Tại em hấp dẫn quá anh chi, cưỡng lại đâu có được. Thôi đừng khóc nữa, cậu ra tiền. Không, cậu còn nói vậy nữa hả? Cậu là đồ bỉ ổi. Cậu hại đời tôi. Cậu cố mất tôi sẽ đi bao hoàng. Đồ bỉ ổi. Mày. Lớp. Mày tới đây hồi nào? Mày thấy gì rồi? Sao? Sao cậu làm chuyện đồi bại với cậu? Lỡ như mà dân làng biết được, rồi ba má của cậu mà biết được cái chuyện này. Mày im chưa? Đồi bại cái gì? Tao không làm gì nhỏ này hết á. Nó trứng lột tiền của tao, nên tao mới đánh nó thôi. Cậu đừng có vu oan cho người ta. Rồi cậu đánh người ta chết rồi kìa. Này, mày đừng có nói bậy nha. Nói chuyện ngất xỉu thôi chết hồi nào. Mày không tin hả? Tin là kiểm tra đi. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Khốn nạn. Tao là con hội đồng đó Lượm. Con hội đồng thì sao? Hả? Con hội đồng là có thể giết người khác hả? Có thể thay đổi số phận người khác hả? Khốn nạn. Má mày bà Giang đang ở đợi nhà tao đó. Mày phải nghĩ tới bà chứ. Mày đem má tao ra để hăm dọa tao hả? Được. Vậy thì tao bây giờ tao sẽ giết chết mày. Để coi mày làm gì má tao. Giết mày. Đừng lầm. Mày bị giết tao chết. Tao mày đi tù nữa. Má mày buồn đó. Lâm, tao nói đúng mà đúng không? Mày mới ở trọng ra. Bây giờ mày vô trọng nữa là má mày sống sao? Tao biết lỗi tao rồi Lâm ơi. Mày tha cho tao đi Lâm. Từ nay tao hứa tao sẽ sống tốt. Tao không ăn hiếp mọi người nữa. Mày tha cho tao đi Lâm. Mày, mày không thoát khỏi tao đâu. Má ơi. Ây da, đau quá. Vậy con làm cái gì vậy? Thằng Lượm nó ra tù rồi. Cái gì? Nó ra sớm vậy sao? Dạ. Con gặp nó rồi hả? Trời ơi, nó gặp con, nó còn đánh con quá trời nữa. Nó đòi giết con đó má. Con sợ quá má ơi. Cái thằng tù tội này nè, nó có phết rồi con biết không?
nó mà ăn hiếp con nữa hả? Má tống nó vô tù cho coi. Nhưng mà con à, con nghe lời má đi, con đừng có đụng mặt nó nữa, con tránh xa nó ra đi con. Trời ơi má, con đụng mặt nó hồi nào đâu, tự nhiên nó đâu nó xuất hiện nó đánh con à. Mà má ơi, bây giờ nó không có hiền như cái thằng Lượm hồi xưa nữa. Nó bây giờ nó hung ác lắm, nó dữ tợn lắm má. Nó là thằng tù mà con. Tại vì má nó năn nỉ quá cho nên đó hả, má lo lót tiền cho nó ra tù. Con không nhớ sao? Bà chủ ơi, tôi lại bà chủ, xin bà cứu thằng Lượm, nó bị quan mà bà chủ. Chị à, chị đứng lên đi, chuyện nó lỡ rồi mà, bây giờ đâu có thay đổi được nữa. Chị cứ để nó đi tù đi, rồi tôi lo tiền cho nó ra sớm. Nhưng mà cái án này nè, bắt buộc nó phải chịu, chị hiểu không? Nhưng mà như vậy thì còn tương lai của nó, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại hết. Không thể nào như vậy được đâu bà ơi. Tôi xin bà, bà chị ơi, thằng Lượm nó là con nuôi của chị, mà thằng Sáng á, chị là vú nuôi của nó, coi như giống như là mẹ nuôi của nó rồi. Không lẽ giờ chị thiên vậy, chị thương thằng Lượm mà chị không thương thằng Sáng sao chị? Nhưng mà không phải đâu bà, thằng Lượm á là con nuôi của bà, nhưng mà bà thương như là con ruột vậy đó. Nhưng mà tôi cũng thương nó vậy, đâu phải là tôi không thương đâu. Nè chị Giang, chị không nhớ sao lúc chị dẫn thằng Lượm tới nhà tôi ở đó, chính tôi nè, tôi đã cứu nó một mạng. Nếu mà tôi không bỏ tiền ra thì cái bệnh dịch năm đó đã cướp đi tánh mạng của nó rồi. Bây giờ hả, nó chỉ hy sinh lại cho con tôi một chút xíu thôi, không được sao chị? Sao chị ích kỷ quá vậy? Nè chị đừng có khóc nữa, chị im lặng đi, biết không? Rồi tôi sẽ lo cho nó ra tù sớm. Má đã cứu nó ra được thì má sẽ cho nó vô tù lại, con biết chưa? Mà lần này nó vô tù á hả, là má cho nó ở tù mọt gông luôn. Dạ, má nói vậy là con yên tâm rồi. Nhưng mà má ơi, con hỏi chơi má cái này nha. Gì? Nếu giả sử như là thương sao không thương? Con là con của má, sao má không thương con được? Dạ. Đây nè, nghe má nói nè, con ăn nói lung tung thì được, nhưng mà con không có được làm những chuyện đồi bại, nghe chưa? Là không có được à? Con lớn rồi mà, con phải lo làm ăn, để sau này còn nối cái sự nghiệp của má nữa. Dạ. Má với gia đình quan lớn á, đã đồng ý sắp đặt cho hai đứa con sắp đám cưới rồi, con biết không? Cho nên con phải ráng lên làm ăn để xứng đáng với con gái người ta, con nhớ chưa? Chứ làm đừng có làm bậy bạ nữa nha mày. À, dạ con biết rồi. Má cứ yên tâm, từ nay con hứa với má, con sẽ là một người đàn ông đàng hoàng chững chạc. Má uống trà đi má. Dạ mời bà, mời cậu uống. Thằng Lượm sao? Nó mới ra tù rồi. Tôi biết rồi nhưng mà làm sao? Nó đang đi kiếm thằng Sáng. Cái gì? Nó đi tìm thằng Sáng? Ông ơi, ông. Bà làm cái gì mà hớt hải dữ vậy? Thằng Lượm. Thằng Lượm sao? Nó mới ra tù rồi. Tôi biết rồi nhưng mà làm sao? Nó đang đi kiếm thằng Sáng. Cái gì? Nó đi tìm thằng Sáng?
Nè, tôi đã nói với bà rồi, dặn sao thì làm vậy đi, cứ hỏi tới hỏi lui hoài, rốt cuộc làm chật lất à. Thôi đi làm chuyện khác đi. Dạ tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đi làm liền. Dạ xin lỗi ông. Thiệt tình, kẻ ăn người ở. Bà làm gì bà la bà Giang dữ vậy? Sao không la được con? Cái chậu kiển bà nói để tự tay bà chăm sóc, bà cứ dành bà làm không à? Thì để bà làm đi. Làm sao để bà làm được? Đây là cái chậu kiển quý, bà phải chăm sóc nó để sắp tới đem tặng cho quan Nguyễn, bà vợ của con đó. Trời ơi, cái chuyện đó bà làm được mà, có gì đâu mà bà phải la. Thì để cho ông la đi con. Lâu lâu á, ba con á muốn chứng tỏ ổng là ông hội đồng trước mặt người làm của ổng, chứ để người ta nhìn ta nói ha, má con mình ăn hiếp ổng, coi ổng như là người vô hình đó con. Sao bà dám nói tôi như vậy? Sao không dám hả? Cái chuyện tôi giao ông làm chưa? Thì đó, cái chuyện đang nói là cái chuyện chậu kiển bà giao cho tôi đó. Bà ơi, bà có biết làm cái gì đâu. Không biết làm thì để người ở người ta làm. Bà đặt la la nữa. Thôi ông đi vòng vòng đi. Thấy người làm á, họ làm không được á, la họ. Chứng tỏ mình là ông hội đồng. Biết không? Đi đi. Má, tính ra là ba hay chứ má. Kêu gì là làm đó à. Má, con hỏi thiệt má này nha, con không biết có phải là con ruột của ông nữa. Nè, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau à. Con á thì bản lĩnh đầy mình, còn ổng kìa. Trời. Mày đó nghe, mày nói bậy đó bà hả? Tao đập mày một cái bây giờ. Mày con ổng chứ con ai? Hả? Giống y chang à. Chỉ biết làm cho tôi bực mình thôi à. Mình có thấy giống chút xíu nào đâu ta? Má ơi, con thấy không có giống. Má. Ông Quyết, ông nói này chi vậy? Tôi đã dặn ông là không được qua nhà này rồi mà. Bà ơi, tôi lo cho thằng Lượng quá bà ơi. Với lại, từ lúc nó ra tù tới giờ tôi chưa hề gặp nó nữa. Tôi nhớ nó quá, nó là con của tôi mà, làm sao tôi chịu nổi. Thôi, lỡ ai biết được, lỡ ai nghe ông nói thì cả gia đình mình chết đó, ông có biết không? Bà ơi, tôi lo cho thằng Lượng lắm. Mà mới hồi nãy bà nói với tôi là thằng Lượm nó đi tìm gặp thằng Sáng là chỉ có nước chết. Rồi bà định nói thì gặp thằng Sáng. Rồi bây giờ bà nói rõ cho tôi nghe coi. Thằng Lượm đi tìm thằng Sáng là để trả thù. Vì ngày xưa thằng Lượm vào tù là do âm mưu của thằng Sáng. Ông biết thế lực của bà hội đồng lớn như thế nào mà. Tôi sợ thằng Lượm gặp nguy hiểm. Trời ơi là trời. Chuyện thành ra như thế này là lỗi do tôi. Tôi có lỗi với bà và thằng Lượm nhiều lắm. Anh sẽ có tiền nuôi em và con. Nhưng mà em nhớ nói với con của mình, nó chỉ là con nuôi thôi. Anh sợ gia đình hội đồng mà biết được nó là con ruột,
của anh với em, người ta sẽ mất mặt. Mà với tiền bạc quyền lực của họ thì gia đình nhỏ mình khó sống lắm em ạ. Thôi, ông đừng tự dằn vặt mình, đừng trách mình nữa. Bao năm qua ông đã lo lắng cho mẹ con tôi như thế nào, tôi hiểu mà. Cho tới bây giờ tôi vẫn để gia đình mình mỗi người một nơi. Thằng Lượm thì biến cố xảy ra liên tiếp với nó. Tới giờ phút này tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Vấn đề bây giờ không phải là tự dằn vặt mình, mà chuyện lớn nhất là phải bảo vệ cho thằng Lượm. Ông bằng mọi cách không được để thằng Lượm gặp thằng Sáng. Thằng Lượm sẽ không đối đầu nổi với bà Vân đâu. Thằng Lượm sẽ gặp nguy hiểm đó. Tôi biết mà. Tôi xin ông. Chuyện gì vậy? Sao mà đứng nói chuyện với ông? Tại... má giận ông qua bên này đúng không? À, không đâu con. Là ông đi qua thăm con, tình cờ gặp má con thôi. Ông Quý à, ông là ông hội đồng quyền cao chức trọng, còn trong khi tôi chỉ là một thằng tù, một thằng cặn bã thôi. Ông qua thăm tôi hả? Sao nói nghe không có lý vậy? Đừng mà con, có đang làm cái gì vậy? Ông biết con mới ra tù mà, cho nên ông qua. Tôi mới ra tù không quan trọng, mà lý do quan trọng là tại sao tôi vào tù kìa. Đừng có giở trò mày con chuột với tôi. Tôi biết ông qua đây mục đích của ông là coi tôi bây giờ ra sao, sống như thế nào, để ông về tìm cách bảo vệ thằng con quý tử của ông đúng không? Con à, đừng nói như vậy. Ông chủ biết là con bị oan mà. Và bây giờ ông qua đây để tìm cách giải oan cho tôi à? Nếu được như vậy thì tôi mới mừng. Còn nếu như không được, ông biết ở đây cho tôi. Đừng mà. Biết liền. Con ơi, bình tĩnh lại đã. Ông xin lỗi con. Vì năm xưa ông không có ngăn được thằng Sáng, và má của nó bắt con làm hình nhân thế mạng. Ông xin lỗi con. Ông chủ cũng rất hối hận. Cho nên là trong lúc con ở tù, ông chủ đã nói với bà chủ để lo tiền cho con ra tù sớm hơn đó. Đưa con vào tù rồi dùng tiền đưa con ra tù, làm được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Ông khinh bỉ ông, sự giả dối. Ông biết ở đây liền cho tôi. Nếu không được trách tôi. Đừng, đi chưa? Đừng, đi ông chưa? Đừng có ông đây. Ông đi chưa? Ông nghĩ ông đừng còn ơi. Má, buông con ra. Má, đừng. Má ơi. Lượm. Má. Thôi, anh Lượm. Sao mà binh người ta hoài vậy? Thôi, chuyện đã qua lâu lắm rồi, thôi bỏ đi anh Lượm. Ủa, cô là... Dạ, con chào gì? Cô là cô Hiền, làng bên á. Con cho cô ở nhờ nhà mình. À, là cô gái bữa giờ mà làng mình nói là chữa quan. À, tôi xin lỗi. Cô bị như vậy á, chắc chắn vô cái đám nhà giàu như kiểu ông Quý, ăn no rửng mỡ. Hải cô ra nông nổi vậy. Và trong cái làng này con chắc chắn có một thằng. Nhất định con sẽ xử cái thằng đó. Nếu giả sử như là con phạm lại cái lỗi năm xưa, má có còn cứu con nữa không? Con không được đụng tới nhà đó. Ủa là sao má? Mà má biết nhà nào hả má? Má biết ai làm hả má? Không, má không biết gì hết. Nhưng má lo cho con, má không muốn con gặp nguy hiểm. Con đã từng vào tù rồi, bây giờ con không sợ gì nữa hết. Đi vô. Anh Lượm, anh Lượm, anh Lượm. Nè, cái gì vậy hả? Cô làm cái gì ở đây? Tại sao dám tới đây hả? Má cái bụng bầu chà bá tới đây nữa, cô muốn cái gì? Tôi qua đây chỉ muốn báo cho cậu biết một tin thôi. Báo cái gì? Cô đừng có nói với tôi là cô báo cho tôi biết cái thai này là của tôi kìa không? Cái thai trong bụng của cô chưa chắc là của tôi. Tôi đã cho tiền cô đi phá rồi, mà cô không chịu phá thì cô cứ để nó ra rồi nuôi đi.
tìm công lý cho những người nghèo hèn như nó. Tôi lo quá ông ơi. Tôi thấy thằng Lượm nó làm đúng. Ông nói sao vậy? Sao mà đúng được chứ? Nó đi tìm công lý như vậy á, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Mà một mình nó thì làm sao đối lại với bà chủ và cậu chủ được? Không có sao đâu, bà đừng có lo lắng quá. Nhưng lỡ có chuyện gì là sao? Hai người đang làm gì vậy? Nè. Dạ. Làm cái gì mà mặt mày lấm lét vậy? Con ra đây làm cái gì vậy sáng? Con hỏi ba mới đúng. Ba làm cái gì mà nắm tay bà ta? Dạ không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tại ông nói với tôi là ông bị tê tai, cho nên tôi tính nắm tay ông để coi thử. Tôi có hỏi bà không? Cái này tôi hỏi ba tôi. Tôi đã nói với bà rồi, tôi không có bị tê tai. Bà đòi coi là coi cái gì? Bà phải nên nhớ thân phận của bà là ai trong cái nhà này. Dạ, tôi biết sai rồi. Tôi xin lỗi, mong ông chủ bỏ qua cho tôi. Bỏ qua cái gì? Nè, đừng có thấy vợ tôi ưa thích bà là nghĩ tôi cũng ưa thích bà đâu, nghe chưa? Đúng rồi đó. Tôi không hiểu sao má tôi lại ưu ái bà nữa. Bà không biết dạy con, bà để thằng con trời đánh của bà đi hãm hại con gái nhà người ta. Dạ, dạ tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ về, tôi dạy lại thằng con trời đánh của tôi. Thôi đi đi, ngứa mắt quá, đi. Dạ, xin phép ông, xin phép cậu. À, thôi con, đừng có để tâm chi. Nè, chắc là có chuyện gì muốn nhờ ba làm phải không? À, có. Mà thôi, để ba làm mất công má la con nữa. Rồi vậy thôi, ba xin phép ba đi. Trời ba ơi ba, ba đi thì ba cứ đi đi, ba làm gì mà phải xin phép. Ba xin phép rồi người ta nhìn vô nói là con với má ăn hiếp bà sao? Bởi vậy má nói đúng mà. Thôi ba đi nha. Ba đi đi. Tôi là nạn nhân của Thanh Sáng và cũng là người gián tiếp đưa anh vào tù tội. Tôi đang giữ bằng chứng để vạch mặt Thanh Sáng khốn nạn đó. Vậy nên hôm nay tôi muốn gặp anh để chúng ta cùng hợp sức tìm lại công lý và minh oan. Hẹn gặp anh nơi đã đưa anh vào tù tội. Cô ơi! Cô ơi! Sao hẹn mình ra ngoài này? Không thấy đâu. Khốn nạn, mày giết trai hả? Hả? Tại sao vậy? Tại sao hết 5 lần 7 lượt lúc nào mày cũng hãm hại tao? Hả? Mày muốn cái gì? Lượm, buông ra, buông cậu chủ ra. Con không buông. Con làm như vậy. Bây giờ chỉ có cách tốt nhất là con giết nó cũng mới hại vậy. Con muốn giết thì giết má đi nè. Ai đừng. Cậu sáng, con chạy đi. Thôi mà Lượm. Lượm, nghe mẹ nói nè, đừng có làm như vậy nữa. Mà lại con mà. Má ơi, người ta có mệnh hệ nào thì người chết sẽ là con đó. Sao hết 5 lần 7 lượt lúc nào má cũng bảo vệ cho nó vậy? Má không bảo vệ cho họ, mà má đang bảo vệ cho con. Con phải biết là con đang đụng chạm với ai chứ. Lỡ con có chuyện gì xảy ra làm sao mà má chịu nổi hả? Má bảo vệ cho con. Má bảo vệ cho con bằng cách nào? Bằng cách má im lặng khi nhìn thấy con vào tù thay cho nó. Bây giờ nó còn tìm cách để hãm hại con nữa kìa. Về chuyện đó, má có nỗi khổ tâm riêng. Má mong con hiểu cho má. Vậy thì ai sẽ hiểu cho những nỗi khổ tâm của con? Ai sẽ hiểu cho nỗi oan của con chịu đựng bấy lâu nay hả má?
má lại con, Lượm ơi, má lại con. Con thương má hay không cũng được, con có hiểu cho má hay không cũng được. Má chỉ cần con đừng đụng chạm tới nhà đó. Bởi vì má không muốn mất con nghe chưa? Con lớn rồi, con sẽ làm theo suy nghĩ của con. Và con cũng tuyên bố với má luôn, là bằng mọi giá con phải tìm được sự công bằng cho con. Và con sẽ minh oan cho con. Lượm, con đang nói cái gì vậy Lượm? Lượm, không được cãi má. Lượm, giả bộ mày ra đây mày mần rượu để trốn tao hả? Dạ tôi không có trốn, nhưng mà cậu cho tôi khất vài bữa nghe cậu, tại bây giờ tôi đang kẹt quá. Khỏi mày, bọn mỗi lần tao đi tia thu tiền thuế đất á là phải dời ngày theo nhà mày hả? Nhà tao làm ăn mà. Dạ nhưng mà bây giờ tôi không có tiền cậu ơi. Mày không có tiền đúng không? Dạ. Không có tiền á thì về thu dọn biến khỏi chỗ này, trả đất lại cho nhà tao. Cậu ơi cậu, xin cậu đừng lấy đất của tôi nghe cậu. Cậu ơi nè, cậu đừng lấy cậu ơi, cậu buông tôi ra. Đất của tôi cậu ơi. Cậu ơi đừng lấy đất của tôi, cậu ơi. Bây giờ hết cậu buông ra nghe cậu. Thằng nông dân cậu ơi, tao nói buông ra nghe không? Tay giờ hay trời. Dạ dạ, để tôi la, để tôi la cho cậu ơi. Lao đàng hoàng như được. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Cho tôi khất cậu ơi, cho tôi khất đi cậu. Khất gì mày? Bây giờ mày có được không? Dạ bây giờ tôi không có cậu ơi. Xin cậu. Mày lì phải không? Bây giờ mày biến ra khỏi chỗ này. Dạ xin cậu mà được. Thôi được rồi, cho mày khất mấy ngày đó. Khoan đã, anh chờ một chút. Nè, cho người ta khất á thì cũng phải cho người ta mượn số vốn làm ăn để mua giống về làm ruộng mới trả lại cho mày được chứ. Cái gì? Vốn gì mà vốn? Sao? Mày hứa với tao như thế nào? Mày hứa là mày sẽ sống tốt, đừng ngang tàng với tao, nếu không tao báo lên quan vì cái tội mày hiếp dâm người khác đó. Cái... ai? Mày nói hiếp dâm? Mày hăm dọa tao hả? Tao không có hăm dọa, mà tao làm thiệt. Mày... nè, vốn đó. Nè, cậu Sáng cho luôn đó. Ê, cảm ơn cậu Sáng đi. Dạ, cảm ơn cậu Sáng, cảm ơn cậu Sáng ạ. Anh về được rồi. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Sao? Mày... mày được lắm. Mày nhớ đó. Nhớ nghe. Sống tốt nghe chưa? Sáng, ra đây. Ra đây má biểu coi. À, dạ, má kêu con. Tại sao cửa trước không đi mà rón rén đi cửa sau là sao? Đâu có, con đi bình thường mà, có rón rén gì đâu. Má sai con á, cầm tiền đưa cho mối lái. Con đưa chưa? Hả? Thôi chết, tìm mối lái tiền. Tiền tiền cái gì mày đừng có gạt tao nữa nha mày. Lấy tiền á, đi cờ bạc rồi phải không? Dạ đâu có đâu má, không có. Sao rồi, nói cho má nghe coi. Con hả mà nó láo nó xạo với má hả? Con chết với má đó. Con bị... à dạ, tôi biết. Sáng, ra đây. Ra đây má biểu coi. À, dạ, má kêu con. Tại sao cửa trước không đi mà rón rén đi cửa sau là sao? Đâu có, con đi bình thường mà, có rón rén gì đâu. Má sai con á, cầm tiền đưa cho mối lái. Con đưa chưa? Hả? Thôi chết, tìm mối lái tiền. Tiền tiền cái gì mày đừng có gạt tao nữa nha mày. Lấy tiền á, đi cờ bạc rồi phải không? Dạ đâu có đâu má, không có. Sao rồi, nói cho má nghe coi. Con hả mà nó láo nó xạo với má hả? Con chết với má đó. Con bị... à dạ tôi biết. Dạ à, cậu chủ bị có lòng thương người đó thưa bà chủ. Lòng thương người là sao? Ở trong làng mình có nhiều người khó khăn. Rồi cậu chủ thấy động lòng thương hại, cho nên lại lấy tiền đem cho họ. Dạ có lòng thương người làng vậy. Hả, có chuyện đó nữa hả ta? Dạ tại vì cậu chủ muốn làm đẹp lòng bà chủ, với lại cũng muốn là chứng tỏ mình xứng đáng là con rể tương lai của quan tỉnh, cho nên mới làm vậy. Dạ xin lỗi cậu nghe, tôi đi đâu cũng nghe dân làng ca tụng về lòng tốt của cậu. Dạ cho nên là tôi vui quá, tôi không có giấu được bí mật, tôi lỡ lộ rồi. Dạ xin cậu đừng có giận. Trời ơi giận cái gì mà giận, chị không nói mới giận chị đó nghe. Dạ. Con à, con làm như vậy là tốt lắm biết không con. Nhưng mà con đừng có nhiệt tình quá.
Tại vì á, cương vị của mình á với họ khác nhau, mà con làm như vậy họ tưởng mình ngang hàng. Con biết không? Dạ, con biết rồi má. Tự nhiên con mệt quá, con vô nghỉ chút nha má. Vô nghỉ đi con. Nè, cái chuyện dạ. mà tôi dặn chị đó, chị làm xong chưa? Dạ, tôi đã nói chuyện với thần Lượm, nó sẽ thu xếp hành lý và nó sẽ rời khỏi làng trong thời gian sớm nhất. Bà chủ yên tâm. Nhớ nghe chưa? Kêu nó đi liền đi đó. Dạ, tôi biết rồi, để tôi khuyên nó. Bà Giang. Dạ cậu. Có phải là bà biết thằng Lượm phá đám tôi, cho nên bà cố tình đánh trống lảng với má tôi đúng không? Cậu ơi, tôi xin cậu, nếu như bà biết được chuyện này á, thì thằng Lượm sẽ chết. Vậy thì nó đáng phải chết. Nó dám làm nhục tôi trước mặt Nhân Làng, tội này không thể tha được. Cậu ơi, tôi xin cậu đừng làm gì hết. Tại vì thằng Lượm, nó đã ở tù thay cậu. Nó có một chút ấm ức, cho nên mới hành động nông nổi như vậy thôi. Chứ nó không ác ý, nó không dám hỗn với cậu đâu. Với lại tôi nghĩ nếu mà cậu giúp đỡ được dân làng, thì dân làng sẽ mang ơn cậu. Như vậy cũng tốt mà. Tôi xin cậu, cậu đừng nói cho bà biết. Với lại chuyện này cần được giữ bí mật. Tại vì nếu như làm lớn chuyện ra, thì hình ảnh của gia đình cậu trong mắt quan tỉnh cũng sẽ không hay. Cậu bỏ qua chuyện này nha cậu. Thôi được, nhưng bà về cảnh báo với thằng khùng đó, đừng có đụng tới tôi, nếu không là không yên đâu. Dạ, cảm ơn cậu. Tại sao con lén lút đi nói chuyện với bà Giang? Mà hồi nãy bà Giang còn binh con nữa, bà nói con đi làm phước. Mà từ xưa tới nay hả, con trai của má đâu có biết làm phước đâu mà nói là đi làm phước là sao? Má là bà hội đồng nghe chưa? Những cái chuyện gì trong làng này nè, má nắm trong tay hết á. Vừa rồi má nghe nói có con nhỏ tên Hiền á, nó chữa quan, mà thằng Lượm là cái người cưu mang nó. Có phải là con không? Cho nên con sợ thằng Lượm nó khống chế con đưa tiền cho nó. Má nghe người ta nói như vậy đó, có đúng không? Dạ. Thằng Lượm nó mới ra tù à, thì làm sao nó làm cho con nhỏ đó cái bầu bụng bự được? Là con phải không? Con mà không nói thật á hả, là má không có cứu con đâu. Má, con xin lỗi má, đúng là không có gì giấu được má đó. Má, con đã lỡ dại. Má có gì má giúp con lần này nha má. Con ơi là con, tại sao mà con làm ra những cái chuyện nó hoài vậy con hả? Dạ con xin lỗi má, con biết rồi, con sợ lắm. Má giúp con lần này nữa, con hứa con không tái phạm nữa đâu má. Con hứa với má. Được rồi, thì má giúp cho. Dạ con cảm ơn má. Dễ thôi con, ba má sẽ cưới cô đó cho con. Trời, ba nói gì kỳ vậy? Con sao cưới cô ta được? Đúng rồi, sao mà con trai tôi cưới con nhỏ con của nông dân được không? Ủa, vậy chứ hồi trước tôi cũng là nông dân vậy, tại sao bà lấy tôi hả? Bà, nhiều khi bây giờ á, thằng Sáng nó lấy một cô nông dân như vậy, nó lại được lòng của dân làng nhiều hơn thì sao? Còn con nữa, lần trước con đã sai phạm một lần rồi, bây giờ lại tiếp diễn nữa. Lần này phải suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn một chút đi. Là thằng đàn ông, có làm thì có chịu. Đàn ông chín chắn hả? Ông đang nói ông phải không? Ngày xưa ông may mắn á, ông làm dưới quyền của ba tôi, cho nên ông mới gặp tôi. Chứ con trai tôi không thể nào cưới cái con nhỏ mà dân ngu ngốc mới làm vợ được, ông hiểu chưa? Má, thôi má kệ ba đi, ba muốn nói gì ba nói à. Má nghĩ cách giúp con đi má. Được rồi, để má suy nghĩ lại coi, tìm cách giúp con. Dạ. Chị ngừng tay đi, đưa tới tôi biểu nè. Dạ, thưa bà chủ kêu tôi. Bây giờ thằng Lượm nó cứng đầu, nó không chịu đi phải không? Dạ không có đâu, nó sắp đi rồi. Tôi dặn nó thu xếp hành lý, nó sắp đi rồi bà chủ. Thì đừng có gạt tôi nữa.
nó đang quậy phá thằng Sáng kìa. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi đã chửi nó nhiều rồi. Nó hứa với tôi là sẽ không làm những chuyện động trời như vậy nữa. Bà chủ yên tâm nghe. Thôi được rồi. Nếu mà nó không đi á, thì tôi tính cách khác. Bây giờ nó nhận dạ. Con Hiền là vợ rồi cái gì? Hai đứa nó sống chung với nhau phải không? Dạ, thì đúng là vậy. Nhưng thiệt ra cái thai của con bé Hiền là của... Chị im đi. Chị nghe tôi nói nè. Bây giờ thằng Lượm á, nó đã nhận đứa bé là con của nó. Thì bây giờ mình phải là kết hợp cho hai đứa nó, cho nó có một cái cuộc sống đàng hoàng đi. Tôi không muốn cái thù hằn năm xưa mà nó kéo tới bây giờ. Tôi biết á, thằng Lượm nó thất chí, cho nên nó hả, nó thù hằn gia đình tôi, nó phá gia đình tôi. Bây giờ chị cho nó mục đích sống á, thì nó mới chí thú làm ăn, hoàn lương hướng thiện. Chị biết không? Bà chủ nói thiệt hả bà chủ? Hôm nay tôi nói láo chị. Bây giờ vậy đi, nếu thằng Lượm nó nghe lời của tôi đó, thì tôi sẽ đài thọ cái đám cưới cho nó. Và tôi còn sửa là cái căn chòi của nhà chị, để cho vợ chồng nó sống với nhau cho hạnh phúc. Sau này còn phải nuôi con nuôi cái nữa chứ. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ. Để tôi chạy về nói cho nó biết liền. Chắc là nó sẽ mừng lắm. Bà chủ để ở đây nha. Tôi báo cho nó biết xong tôi quay lại tôi dọn dẹp rồi, liền. Rồi đi về báo cho nó cảm biết ơn đi. Bà chủ. Đi nhanh lên đi. Trời cái gì vậy má? Má tính kiểu gì kỳ vậy? Tự nhiên bây giờ má giúp cho nó, mình chịu thua nó hả má? Trời, má mà chịu thua nó sao con? Cái này á hả, lạc mềm buộc chặt con biết chưa? Nó bây giờ giống như là con chó điên vậy đó. Mình dồn nó quá hả, nó xây ngược nó cắn má con mình bây giờ đó biết chưa mày? À, cho nên má mới gán con Hiền cho nó. Vậy là con thoát tội. Chứ sao? Vậy là chiêu này của má là một mũi tên trúng hai con nhạn. Con bây giờ đó hả là con thông minh ra rồi, giống má rồi đó nghe chưa? Dạ. Anh Lượm, tại sao anh lại làm như vậy? Anh chui đầu vô ổ kiến lửa làm cái gì? Anh có biết nguy hiểm lắm không? Tôi phải bắt thằng Sáng đền tội. Tôi làm vậy thì có gì là sai? Nhưng mà tôi với lại dì Giang đã khuyên anh hết lời rồi. Anh đừng có đụng vô cái thằng Sáng đó nữa. Tôi nhắc lại, tôi phải bắt nó trả giá. Nếu không thưa nó đi tù được thì tôi cũng phái nó cho tới chết. Cô nên nhớ, cái bầu của cô là do nó chính nó gây ra. Cô đừng tưởng là tôi không biết. Ờ, không phải, không phải thằng Sáng mà. Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện với cô với nó rồi. Tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết. Còn tôi hứa với cô là sẽ lo lắng cho mẹ con cô. Tôi đâu có làm sai. Nhưng nếu cái mạng con còn không giữ được thì làm sao cô có thể giữ được lời hứa hả? Lượm ơi, má năn nỉ con mà. Má không muốn nhìn thấy con trai của má lại vào tù ra tội một lần nữa. Má xin con đó Lượm. Đúng rồi đó anh Lượm. Anh làm như vậy thì cũng chỉ giải quyết được nhất thời thôi. Chứ lỡ gia đình người ta bật lại một cái thì người bất lợi là anh đó. Thôi đi, hai người đừng có nói gì nữa. Mày phải để cho má nói. Má đã nuôi con tới từng tuổi này rồi mà má nói tại sao con không nghe vậy hả Lượm? Mày mà không nghe má thì mày là đồ bất hiếu. Thôi được rồi, vậy thì con sẽ làm một vố cuối cùng để kiếm tiền chuộc má. Gia đình mình sẽ được sống yên. Mình sẽ bỏ đi một nơi khác làm lại cuộc đời. Chứ con thấy là má lúc nào mà cũng chiếu biến binh vực gia đình bên đó thôi. Mày thôi đi. Mày điên hả? Nhưng gia đình ở bên đó người ta có tiền. Thế là đồng tiền nó lớn lắm, con biết không? Bây giờ mày muốn má phải làm gì? Để mày đừng có điên cùng, mày đừng có điên loạn như vậy nữa. Mày đừng có nổi loạn nữa giùm má được không? Hả? Đúng. Con đang rất điên và rất nổi loạn. Nhưng con nói cho má biết, bằng mọi giá con phải tìm lại công lý cho mình. Cho dù má có khuyên ngăn con như thế nào cũng vậy thôi. Má chỉ xin con nghe lời má thôi má. Nếu lỡ con có mệnh hệ gì làm sao má sống nổi hả Lượm? Thật ra má cũng đã quá chán cái cảnh nhẫn nhịn luồn cuối như vậy rồi. Thật sự nếu như có một điều ước lớn nhất, má muốn má có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ngay trong hôm nay rồi cùng con bỏ đi biệt xứ. Thôi khỏi mà, nãy giờ má khuyên ngăn con hết lời,
là con biết là trong tâm má là muốn đi hay muốn ở rồi. Mày thà là bây giờ má từ con đi, để rồi má tiếp tục trung thành với gia đình bên bệnh. Chị Giang. Anh Lượm à, tôi biết, thật sự tôi biết cái mà anh đang làm chính nghĩa đó là đúng. Nhưng anh coi lại đi, bây giờ có phải là lúc không? Những lời anh nói với má anh có khác gì thằng bất hiếu đâu. Dù gì thì công sinh cũng không bằng công dưỡng mà anh. Nếu như trên đời này mà không có dì Giang, Thành nghĩ anh tồn tại được tới bây giờ anh Lượm? Lượm, má biết là con phải chịu ấm ức nhiều, nhưng mà con thương má, thương con Hiền. Ráng nhịn cho mọi chuyện tốt đẹp nghe con. Chỉ một chút thôi mà, được không con? Mà nói sao, con mà phải nghe theo lệnh của bà hội đồng à? Bà ta đang gài con vào một cái bẫy khác thì có. Nhưng lần này bà hội đồng không có giấu giếm ý định gì hết. Con thấy đó, bà biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn không mạnh tay, chứng tỏ là bà muốn êm thấm với mình. Bà thật lòng đó con. Nếu như vậy thì tốt quá anh, đâu có ai muốn gây thù hằn đâu. Ai cũng muốn có cuộc sống yên ổn mà anh Lượm. Đúng là như vậy, nhưng mà ai cho tôi yên ổn? Chính họ đã ép tôi phải thù hằn. Nhưng mà thật chất anh là người tốt. Bây giờ anh có thay đổi tính tình đi chăng nữa thì anh vẫn là người tốt. Con à, mà đã là người tốt á thì mình chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao. Má xin con đó, nhịn một chút cho qua chuyện này, để gia đình mình được sống yên ổn. Bình thường con vẫn hay nói là con muốn báo hiếu cho má, thì đây là lúc má muốn con báo hiếu cho má nè. Nghe lời má một lần thôi, nghe con. Lượm, má xin con đó. Đúng rồi đó anh Lượm, anh đã hứa rồi mà. Gắng nhịn nhục nha. Được rồi, con hứa với má. Nè, nghe lời má dặn nghe chưa? Tụi nó nóng nảy nha, cái thằng này bây giờ nó như là con chó điên vậy, cho biết chưa? Nhớ chưa? Con biết rồi, má yên tâm. Nhìn cái gì? Bà Giang, bà dắt thằng Lượm đến đây để nhìn thôi hả? Xin lỗi cậu, tôi biết thời gian vừa qua tôi làm phiền cậu. Cậu không những không trách tôi mà còn nương theo tôi nữa. Cậu đúng là người tốt, tôi xin lỗi cậu. Bà con nghe tôi nói nè, bắt đầu từ bây giờ á, thằng Lượm nó trở thành người hoàn lương rồi. Cái vụ án năm xưa á, đừng có ai nhắc đến nữa. Để cho nó sống một cuộc sống bình thường đi nghe. Được, tốt lắm. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Bây giờ nhớ sống cho đàng hoàng, đừng có đi phá làng phá xóm nữa. Lo tập trung làm ăn để cho má anh vui, biết chưa? Anh sao vậy anh Lượm? Trời ơi, thôi mà, cười lên cái coi, chúng ta què rồi mà. Anh cười lên cái coi hả? Cười lên. Mày, mày cái gì? Tao đang cho mày cơ hội để lấy lại cuộc sống đó, mày biết chưa? Cười lên. Ai? Dạ thưa mọi người, hôm nay chúng ta hãy chúc mừng cho anh Lượm đi. Đầu tiên á là ảnh sắp có vợ, tiếp theo là sẽ đón quý tử đầu lòng. Tuy là không giống như ông bà ta từ trước đến nay, tức là cưới trước rồi có con sau, nhưng mà không sao, miễn sao chịu nhận cái chữ quan kia là được rồi. Khốn nạn, mày còn dám nói? Bà con ơi, cái thai này
Cái tha là con của nó đó. Đưa nó về nhà giùm tôi. Bà Giang, tại sao như vậy hả? Tại sao? Tôi dặn bà sao rồi mà sao bà làm như vậy? Má, không thể tha cho nó được. Bà chủ ơi, tôi lại bà chủ, xin bà chủ tha cho tôi. Là tại vì tôi không khuyên được thằng Lượm. Bà chủ ơi, tôi xin bà chủ, bây giờ bà chủ bắt tôi đi, để ở tù cũng được. Xin bà chủ đừng bắt con tôi lại bà chủ. Chị lại tội gì chủ mà tôi bắt chị hả? Tôi bỏ tù chị á, rồi dân làng ở đây á, họ chửi tôi làm sao. Thôi đứng dậy đi nè. Dạ bà chủ ơi, nếu như bà chủ chưa đồng ý tha cho thằng Lượm thì tôi sẽ quỳ ở đây tới chết, tôi không đứng dậy đâu. Đâu phải là tôi không tha cho nó, tại nó không tha cho má con tôi thôi. Chính mắt chị thấy mà phải không? Đúng vậy. Bà phải hiểu một điều, thằng Lượm con bà là một thằng bất trị, không coi gia đình tôi ra cái gì hết. Phải cho nó đi tù một gông, đi không được trở về. Cậu ơi, đừng mà cậu. Tôi lại cậu, cậu ơi, cậu đừng có bắt thằng Lượm cậu ơi. Cậu giết tôi cũng được nữa, nhưng xin cậu tha cho thằng Lượm. Nó sẽ không làm gì cậu. Cậu làm ơn tha cho con tôi. Đúng vậy. Bà, tình thế bây giờ đã khác, không thể cứ lấy quyền hành ra mà ép người khác được. Ủa ba, ba nói gì kỳ vậy ba? Ba không thấy là trước mặt bàn dân thiên hạ, thằng Lượm anh vu khống con hả? Để nó ở đây đâu có được. Đúng rồi. Đúng, đúng là cái thằng khố rách áo ôm đó nó quá bậy. Nhưng mà ba cho con biết, quan phủ đang đi tuần tra ở làng mình. Nếu như mà mình cứ lạm dụng cái quyền hành để mà xử lý mọi việc như vậy thì mình mới là người chịu thiệt. Hiểu chưa? Má, có thiệt vậy không má? Má cũng nghe thông tin như vậy, vậy má tính coi. Dạ. Má là con à? Dạ. Coi như bây giờ má con của mình á, tha thứ cho nó đi, để nó thấy được á, tấm lòng của má con mình đối xử tốt với nó. Ha. Hay lắm. Ba xử lý như vậy mới là đúng thuận tình hợp lý, mới đúng là chức danh một bà hội đồng chứ. Tôi đổi ơn bà, đổi ơn bà. Má, má giải quyết vậy là con không có chịu đâu. Thằng này, con nói má nghe, má mà để thằng khùng này nó ở đây á là có ngày nó giết con luôn đó. Má phải giải quyết nó đi. Cậu ơi, thằng Lượm nó sẽ không dám làm gì cậu đâu, nó sẽ không dám làm gì cậu hết. Bà ơi, tha cho nó, cậu tha cho nó. Tôi lại bà, tôi lại bà mà. Tại sao cô lại cản tôi? Thôi mà anh Lượm. Tôi phải qua bệnh. Thôi mà, làm rõ ràng mọi chuyện. Thôi mà anh Lượm, đừng, bây giờ người ta đã muốn bỏ qua rồi. Mà sao anh làm lớn chuyện lên chi vậy anh Lượm? Cô không phải là tôi, nên cô không hiểu được là tôi chịu làm quan như thế nào đâu. Buông tôi ra đi. Thôi mà anh Lượm. Lượm, ai cho mấy bà qua đây? Trời ơi, đừng. Thằng con mà đâu? Bình tĩnh lại. Con mà đâu? Bình tĩnh lại đã. Thiệt, giữ nó lại. Bình tĩnh lại đã. Bữa nay á, bà chủ qua đây á là muốn thương lượng. Đúng rồi, tôi muốn thương lượng. Không có thương lượng gì với bà hết. Tôi không cho bà cơ hội để làm nhục tôi lần nữa đâu. Đi ra. Đi. Thôi mà. Ra khỏi nhà tôi. Lên. Thôi mà. Má đã nói con đừng có hung hăng nữa được không? Để cho bà chủ nói. Má, rốt cuộc là má của con, hay má là người của gia đình bên bển vậy mà hết năm lần bảy lượt má để cho người ta hãm hại con? Má có biết là con quay ngược lắm không má? Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ tôi không có ép cậu làm cái gì hết trơn á. Bây giờ cậu muốn cái gì cậu cứ nói thẳng ra đi. Muốn tiền tôi đền tiền cho cậu, hay là muốn cái gì, bất cứ thứ gì tôi đền lại cho cậu hết. Tôi muốn được minh quan. Trời ơi, minh quan cái gì không biết. Không biết tại sao cậu cứ nghĩ tới những cái chuyện là bất khả thi hoài vậy. Quan thì cậu cũng đã quan rồi, ở tù cậu cũng ở tù rồi, phải không? Bây giờ đâu có thể nào mà thay đổi quá khứ được. Nếu như bà không giải quyết được thì tôi sẽ báo quan. Bà về đi, đứng đây nữa là không yên cho tôi đâu. Thì báo quan đi, ai xử cho mày hả? Dạ bà chủ, để tôi nói chuyện với nó. Lượm con à, chuyện đã qua thì đâu có thể thay đổi gì được. Đừng nhắc lại nữa. Năm xưa bà chủ đã cứu con một mạng, bây giờ con hãy vì chuyện đó mà bỏ qua chuyện này đi. Với lại bà chủ nói cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con rồi còn gì. Nhưng mà con yêu cầu vừa phải thôi, chứ quá đáng thì làm sao mà đáp ứng cho được.
Tôi thấy phải đó anh Lượm. Bây giờ mọi người nhường nhau chút. Chứ tôi thấy bà hội đồng, bà cũng có thành ý mà. Mày, con. Mày yên tâm đi, con không có làm gì bả đâu. Được, vậy thì chuyện của tôi coi như bỏ qua. Nhưng mà chuyện của Hiền phải được giải quyết. Cổ phải có danh phận đàng hoàng. Con, hôm trước con đã nói là con nhận trách nhiệm, rồi bây giờ con chối bỏ là sao? Con chỉ nhận trách nhiệm chăm sóc cô thôi. Nhưng con nghĩ lại rồi, đứa bé này phải có danh phận đàng hoàng. Nó không phải là con Quang. Con à, ý tốt của con má hiểu. Nhưng mà tôi đồng ý. Làm hết hồn mày. Nè, đem đồ của vợ mày vô đi. Cái gì? Vợ nào? Đây 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 đây. Con xách đi con, xách vô đi con. Xách không? Thôi, để tôi xách. Ê, má. Thôi bà, để cho con làm được rồi bà. Cô để cho nó xách vô. Xách không? Xách đi con, xách. Đưa đây. Đưa đây con. Cô yên tâm đi, trong nhà này không ai dám ăn hiếp cô đâu. Họ mà dám làm gì cô, tôi sẽ cho họ biết tay. Lớn, sao cô dám ăn nói hỗn hào trước mặt bà chủ như vậy hả? Thôi thôi, được rồi. Những gì mà tôi hứa với cậu á, tôi sẽ làm hết. Bây giờ cậu muốn tôi làm gì nữa không? Chừng nào làm đám cưới? Mày khùng hả? Mắc mới gì làm đám cưới? Ủa, bà đã hứa là cho cổ một danh phận mà. Thì tôi hứa, nhưng mà đợi cổ sanh xong đi. Bây giờ cái bụng như vậy sao làm đám cưới được? Bà sợ cổ làm cho bà mất mặt hả? Thôi anh Lượm ơi, tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà anh mà làm quá tôi khó xử lắm. Lượm mà, con yên tâm đi, ở đây còn có má. Má sẽ chăm sóc tốt cho con Hiền. Con đừng có lo nghe. Thôi được rồi, bây giờ tôi về. Nếu có chuyện gì á, cô cứ kêu, tôi qua liền. Thằng chó đi. Nè, bà xách đi. Má, mình vô nghỉ đi má. Má mệt quá con ơi. Dạ, con cũng mệt nữa. Anh Lượm ơi, tôi sợ anh mà làm quá, người ta sẽ hại anh đó. Chứ tôi đâu có cần danh phận gì đâu. Trời ơi, con làm cái gì vậy thằng này? Má ra đây, bực thiệt chứ. Từ từ má đi, té má bây giờ đi nè. Má, sao kỳ vậy má? Gì? Tự nhiên má ép con làm chồng của nhỏ ở là sao? Mình làm bộ thôi con, làm bộ trước mặt thằng Lượm thôi, biết chưa? Má ơi, má không hiểu hả? Bây giờ má để con nhỏ đó ở đây, mang cái bụng bầu đó, thì khác nào má cho cả làng này biết cái thai đó là của con, chết con luôn đó má. Con đừng có lo, cả làng này ai cũng biết cái thai đó là của thằng Lượm. Con biết không, rồi má kêu bà Giang á, là đi ra ngoài nói á, là gia đình mình tốt, chứa nó trong nhà này. Chứ đâu phải là cưới vợ cho con đâu mà con lo. Nhưng mà con thấy vẫn không được má ơi. Sao không được? Bây giờ má để con nhỏ đó ở đây, rồi lỡ nó thấy được, nó làm tới, cái nó nói hết sự thật ra là sao má? Đó, con yên tâm đi, nó không có nói đâu. Cái con bé này nó ngoan lắm. Nếu mà nó nói á, thì nó đã nói lâu rồi, biết chưa? Con cố gắng một chút đi, con coi nó như là vợ của con đi ha. Hay lắm, bà giải quyết như vậy tôi thấy rất đúng. Mà phải chi ngay từ đầu, hai má con bà nghe lời tôi nhận nó làm con dâu đi, là mọi chuyện nó yên ổn rồi. Không có đâu ba, con chỉ giả vờ vậy thôi. Chứ ba nghĩ sao con nhỏ người ở làm vợ con được? Con là con rể tương lai của Quan Tĩnh rồi ba. Con không bao giờ là con rể của Quan Tĩnh được đâu. Ba sẽ tìm cách hủy hôn cho con. Ông Hiên rồi hả? Tôi cấm ông nghe chưa? Cái chuyện đó để tôi lo. Cứ coi nó là người ở đi. Ông mà lạng hoàng ông chết cho tôi đó. Nè con, con đừng bao giờ nghe theo lời của má con hết á. Mình là đàn ông mà, mình làm chuyện gì mình cũng phải có trách nhiệm. Con phải coi con Hiền là vợ của con. Thôi bà im đi, ở nhà này không tới phiên bà lên tiếng đâu.
Muốn làm dâu tao hả? Muốn sanh cháu cho tao hả? Con tao nó đâu có thèm mày đâu, cho nên tao không có cần. Quả nấu cho con Hiền canh cao lắm. Cái này có hại cho thai phụ lắm. Dạ, dạ bà chủ. Tôi đâu có làm gì đâu mà cô sợ dữ vậy. Dạ, con không có dám. Tôi đã hứa là tôi chăm sóc cho cô, là tôi chăm sóc. Tôi không có rầy cô đâu, cô sợ. Thật ra con biết chuyện này là cũng tại vì anh Lượm, anh ép bà chủ với lại cậu chủ. Cho nên... Đúng là thằng Lượm nó ép tôi. Nếu mà tôi không làm tròn á thì nó tới đây nè, nó quậy phá gia đình của tôi. Cho nên á, cô phải ngoan ngoãn thì mình có lợi hai bên, biết chưa? Dạ, dạ, con hiểu rồi bà chủ. Bây giờ nè, tôi đã nấu canh bổ, cô uống đi. Dạ, con không dám đâu bà chủ. Cô nói với tôi là cô ngoan ngoãn mà, cô uống đi. Tôi năn nỉ cô đó. Cô làm ơn cô uống giùm đi. Cô mà không uống, thằng Lượm nó tới đây, nó nói là tôi không chăm sóc cô chu đáo, rồi nó phá nhà tôi nữa. Cô uống đi cô. Dạ con cảm ơn bà chủ. Uống đi con. Không được. Con làm cái gì vậy? Má để con nói, canh này không phải để cho cô uống. Con hỏi má, má nói là chỉ coi nó như người ở thôi. Tại sao bây giờ má nấu canh cho nó uống? Má bị thằng Lượm nó dụ rồi phải không? Con đừng có điên quá đi. Dạ. Dạ con xin lỗi cậu chủ, con xin lỗi bà chủ. Cậu chủ đừng có giận nữa. Để đó con dọn cho cậu chủ. Không có dọn gì hết. Bây giờ tôi hỏi cô, cô làm cách gì mà cô dụ dỗ được má tôi hả? Má nói đi, tại sao má mềm lòng như vậy hả? Ôi trời, mày điên quá đi. Trời trời, má còn binh nữa. Cái thằng này. Con. Dạ ba. Ba uống trà này ba. Nè, ba báo cho con biết tin nha. Tự nhiên bây giờ ba thấy hả, má của con á tốt với con dâu dữ lắm. Ba nói vậy là sao ba? Má con bây giờ đang nấu canh để tẩm bổ cho con dâu đó con. Không được. Để con. Ông Quý, ông đứng lại đó. Gì vậy ba? Ông làm gì mà ông lén lén lúc lúc vậy? Lén lén lúc lúc hồi nào? À, hồi nãy là tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ông nói gì với thằng Sáng mình hất bữa chén canh của con Hiền? Cái chuyện đó đó hả? Là do tôi mừng quá, tôi thấy bà nấu canh cho con Hiền, tôi vui quá tôi kể cho thằng Sáng nó nghe. Ông im đi. Ông đừng có tưởng là tôi không biết nha. Ông đang âm mưu để giúp con Hiền. Thấy chưa? Ông thấy tôi nấu canh rau răm chứ gì? Ủa? Bà nấu canh rau răm hả? Tôi muốn nấu canh rau răm á là tôi muốn nó phá thai, nó hư thai, biết chưa? Mà ông âm thầm ông giúp nó phải không? Tôi giúp nó cái gì? Tôi giúp bà. Tôi đang giúp bà đó. Giúp tôi cái gì? Bây giờ tôi hỏi bà nè, bây giờ con Hiền nó sảy thai đúng không? Thì thằng Lượm nó biết, mà thằng Lượm nó biết là nó tới đây nó quẩy bà, mà cái thằng này tánh nết của nó khùng khùng điên điên, chuyện gì nó không dám làm, rồi nó giết bà thì sao? Sao nó biết được? Hư thai là ngoài ý muốn, biết chưa? Cho là nó biết cái chuyện này ngoài ý muốn luôn đi, nhưng mà nó đã thành kiến rồi thì nó cũng sẽ đổ hết tội lên đầu bà, rồi nó giết bà thì sao? Coi như là ông nói đúng đi. Nhưng mà ông chống đối sau lưng của tôi đó hả, là tôi sẽ giết ông đó, biết chưa? Đấy, dậy đi. Mày khùng hả? Ai cho mày vô phòng của tao ngủ? Dạ, tại ông chủ cứ bắt tôi phải vô trong phòng ngủ. Mà tôi đâu có dám lên giường của cậu ngủ đâu. Tôi ngủ dưới đất mà cậu. Ai? Ai cho cô ngủ dưới đất? Hả? Con tôi nè, nó nhậu, nó say xỉn. Về á, nó nằm, nó ngủ, nó lăn tới lăn lui, rồi nó đạp vô cái bụng cô thì sao?
Con xin lỗi bà. Vậy thôi, bà để cho con ra phòng khách ngủ nha bà. Phòng khách của tôi là bàn thờ không à? Cô mang bầu rồi nè, cô ngủ phòng khách nó xui nhà tôi biết chưa? Bà chủ, sao hồi nãy bà nói... Tôi nói cái gì? Hả? Tôi tốt bụng, tôi nấu cho cô chén canh cô uống, mà cô không có phước để hưởng chén canh đó, thì tôi tốt bụng với cô làm gì nữa? Hả? Cô đó, đi ra ngoài sân á, đi ra xuống đằng sau á, ngủ đi. Mày không nghe hả? Đi lẹ tao ngủ nữa. Ê, má. Sao tự nhiên hồi chiều má tốt với nó quá vậy? Nấu canh cho nó uống nữa. Con biết canh gì không? Là canh rau răm đó. Má nấu cho nó uống để cho nó hư thai. Con sớn xác hả? Con làm đổ chén canh của má, làm hư chuyện của má hết trơn à? Con nhằn má nữa. Dạ thôi con xin lỗi, tại con không biết. Con tưởng đâu là má tốt với nó thiệt không à? Trời ơi, má làm chuyện gì cũng có mục đích hết con à. Dạ. Vì má thương con đó. Nè nghe má dặn nè, mai mốt là không có nghe lời ba con nghe chưa? Ổng nói gì kệ ổng, không có nghe ổng, chỉ nghe má thôi. Dạ. Ngủ đi con. Dạ. Má về nghỉ đi. Ừ. Riết rồi hình như ông ba của mình ổng bị khùng hay sao vậy trời. Thôi con, đừng có buồn rầu nữa, ảnh hưởng tới đứa nhỏ không có tốt đâu. Ráng nhịn nhục để sanh đứa nhỏ ra được an toàn. Nhưng mà con thà con ở nhà của anh Lượm, con khổ gì cũng còn có tình người. Còn ở đây giống như là buộc ở trong nhà của kẻ thù vậy. Dì biết, chính vì vậy dì mới ở bên cạnh con, để nói chuyện với con, chăm sóc con để cho con đỡ tuổi nè. Mà từ rày về sau á, tối thì cô xuống phòng 10 làng ngủ chung với dì, chứ đừng có vô phòng nữa, mắc công cậu Sáng lại xua đuổi. Mà cậu Sáng á, thiệt là quá đáng, đêm hôm khuya khoắt mà nỡ lòng nào đuổi con người ta ra khỏi phòng nhớ biết nữa. Má mới nói cái gì? Ra nông nổi gì luôn hả má? Trời ơi, sao giờ này con ở đây? Làm chi vậy? Con phải tới đây thì mới biết được chuyện Hiền bị người ta ức hiếp như vậy chứ. Con ơi, không có chuyện đó đâu. Thật ra má đừng bao che cho họ nữa, đúng là khốn nạn mà. Ông bà Hội đâu? Trời ơi, anh Lượng. Ông bà Hội đâu đâu? Thôi mà. Má phải để con giải quyết chuyện này chứ. Con thôi đi. Ông bà Hội đâu? Ra đây. Thôi mà anh Lượng. Chuyện gì vậy? Lượng, con làm gì ở đây vậy Lượng? Tôi phải có mặt ở đây để nghe hết câu chuyện. Ông bà tốt quá mà, ông bà đuổi Hiền ra ngoài giữa đêm khuya như vậy. Bà Hội đồng, đây là cái cách mà bà hứa với tôi là chăm sóc cho cổ tốt nhất đó hả? Cậu hiểu lầm rồi, tôi mới làm như vậy. Bà nghĩ rằng tôi tin bà là sẽ tốt với Hiền à? Ông bà không để cho Hiền nguyên thì tôi cũng sẽ quậy, tôi không để cho ông bà nguyên đâu. Đúng nè. Ông bà tin không? Tôi quậy bánh cái nhà này luôn đó. Không có phải. Tại vì nửa đêm lại chỗ tôi ngủ có được nên tôi đi ra ngoài này để hóng gió thôi. Phải rồi đó, chỉ là hai dì cháu ra ngoài hóng gió, rồi sau đó con Hiền sẽ vô nhà ngủ, không ai bạc đãi gì hết, không ai xua đuổi gì hết. Tại sao bà đuổi nó? Tôi đâu có đuổi nó đâu. Ông không nghe nói sao, đi hóng gió mà. Anh Lượm về đi anh Lượm. Nửa đêm mà anh đột nhập với nhà ông bà chủ là anh sai rồi đó. Không, tôi không về. Lượm à, nhà tao đâu phải là nhà quan chết chủ. Mày muốn vô là vô, mày muốn ra là ra hả? Mày có tin là tao kêu đến bắt mày không? Thôi đi bà, chuyện đâu có lớn lao gì đâu mà bà làm cái gì vậy? Đi về đi con Lượm. Không được có giả nhân giả nghĩa với tôi. Hai ông bà hay lắm, kẻ đấm người xoa. Ông cũng xấu xa như bà thôi. Thôi đi. Bây giờ con muốn cái gì? Con muốn phải chết tại đây con mới vừa lòng đúng không? Má ơi, má cãi con được một lần nhưng không cãi con được nhiều lần khác đâu. Đi về. Tôi sẽ còn quay trở lại. Xin lỗi ông bà. Con xin lỗi ông bà. Đi vô phòng nghỉ đi con.
Lượm, Lượm ơi, nghe má nói nè. Lượm, con đừng có như vậy nữa mà. Má khổ quá đi Lượm. Má xin con, đừng có qua bên đó kiếm chuyện với ông bà hội đồng nữa. Tất cả những gì con muốn, ông bà hội đồng đã làm hết rồi. Con còn muốn cái gì nữa? Nếu như gia đình bên bển nó không làm gì sai thì sợ gì con qua bển kiểm tra chứ. Nhưng người ta là người lớn, con qua bên đó làm như vậy là thiếu tôn trọng ông bà. Với cái hạng người vô nhân tính như vậy, khốn nạn như vậy, con không gì gì phải tôn trọng hết. Con đừng nói vậy, mang tội. Cho dù con không tôn trọng ông bà thì con tôn trọng má, thương má, nghe lời má đi mà Lượm. Bây giờ con muốn má khổ tới chừng nào? Sao con bất hiếu quá vậy hả Lượm? Má, con xin lỗi má. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ báo hiếu được cho má. Con xin lỗi má. Má không giận con đâu. Con nói được vậy là má mừng. Mà con đúng là thằng ngu mà. Con đúng là thằng ngu mà. Suốt ngày con chỉ biết uống rượu, cho nên con không suy nghĩ được gì giống như người bình thường hết. Lúc nào con cũng làm khổ má hết. Tao lỗi với con nghe má. Con hứa với má, đừng có làm phiền ông bà hội đồng nữa. Thì lỗi gì má cũng tha, má không giận con đâu. Dạ con hứa với má, kể từ giờ phút này con sẽ không qua nhà ông bà hội đồng nữa. Con sẽ không quậy phá bên nhà đó nữa. Con hứa. Con hứa mà má. Con ngoan của má. Dạ, con cảm ơn ông chủ. Con không cần phải làm những chuyện nặng nhọc như thế này đâu. Dạ, tôi vốn xuất thân là người ở mà ông chủ. Nhưng mà con không cần phải làm những chuyện này, bởi vì con đang mang thai đứa cháu nội của ông. Dạ, xin ông chủ đừng làm vậy. Lỡ mà bà chủ nhìn thấy, không có hay đâu ông chủ. Ông không giống như bà chủ. Trước đây ông cũng xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn giống con, cho nên ông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của con lắm. Nhưng mà dù gì bây giờ ông cũng đã là ông chủ rồi, làm sao mà ông so sánh ông với con được. Con nói đúng. Có những chuyện mình muốn như cũ mà không được, phải chi con với thằng Lượm đến với nhau, chúng ta sẽ là một gia đình. À, ông chủ, ông chủ nói gì con không có hiểu. Nếu ông đủ can đảm thì thằng Lượm nó sẽ không phải. Ông chủ, xin ông chủ đừng có nói chuyện với con Hiền như vậy. Nó mà không làm công chuyện nhà thì sẽ bị bà chủ rầy về tội ăn ở không. Con à, lên nhà trên coi có dọn dẹp gì được ở trên đó thì làm đi. Đừng có đi nói chuyện hết người này đến người nọ nữa. Dạ con biết rồi dì. Cái này dạ, nặng con lắm. Cảm ơn dì. Để dì khiêng cho. Dạ thưa ông chủ. Ông đang nói cái gì với nó vậy? Tôi thực sự không ông thể chịu đựng. Ông đang tính làm cái gì vậy hả? Tôi không chịu đựng nổi nữa. Ông làm ơn để mọi sự cứ bình lặng như vậy giùm tôi. Tôi mới vừa thuyết phục thằng Lượm xong, mới vừa trấn an nó xong, bây giờ lại tới ông nữa. Ôi trời ơi, cái bình cổ của tôi, cái con quỷ cái này, mày phá của nó hả? Phá của bà chủ ơi, cô lỡ tao, bà chủ phải lỗi của cô đâu bà chủ. Bà làm cái gì mà bà đánh nó dữ vậy? Chuyện gì vậy hả? Sao con, vậy? Con bị động thai nên con lỡ tay làm rớt cái bình của bà chủ. Dạ thưa bà chủ, con Hiền nó chỉ lỡ tay thôi, chứ chắc chắn là không có cố tình đâu. Xin bà chủ tha tội cho nó. Nó đang có thai mà, bà làm cái gì mà đánh nó dữ vậy? Tôi đánh nó hồi nào? Cái này là tôi lỡ tay đánh thôi biết chưa? Bà quá đáng lắm. Ông chủ không phải đâu, lỗi tại con mà ông chủ. Thôi được rồi, con xuống sao băng bó lại rồi nghỉ ngơi đi, để dì dọn. Ai cho nó nghỉ ngơi? Cái này là nó làm bể, nó phải dọn dẹp. Tôi cấm bà nghe chưa, không được phụ nó dọn dẹp. Nhớ chưa, không có được quyền cãi lời của tôi đó. Dạ dì để con dọn. Cô không có làm gì hết. Lượm, đứng dậy. Không có làm gì hết, đi theo tôi.
tôi sẽ đưa cô lên quan, kiện mấy người này đối xử tàn tệ với con. Đi theo tôi. Con đã hứa với bà là không qua đây quấy rối nữa rồi mà. Con hứa là hứa cho bà thấy thôi, bà mới là người theo dõi nhà mình kìa. Mày gài bẫy với tao phải không mày? Phải không? Những cái hạng người như bà tôi phải làm như vậy thôi. Trời ơi, nên một lời hứa với bà mà con cũng không giữ được thì con làm được chuyện gì hả? Vậy má có giữ đúng lời hứa với con không? Mày chăm sóc cho Hiền không? Tại sao thấy Hiền bị đối xử như vậy má cứ đứng im lặng hoài vậy? Thì con ơi, chuyện nó đâu có lớn đâu con. Ông im đi. Nếu ông muốn binh vực người khác á thì ông binh vực một cách đàng hoàng, chứ binh vực người khác mà hèn như ông cũng không cần. Đi theo tôi, tôi đưa con lên quan để kiện mấy người này. Đi đâu? Đi theo tôi. Vợ của tôi mà đi đâu? Thôi anh buông ra đi, để với tôi làm việc. Hiền, sao vậy? Mày đúng là thằng chó điên. Mày vô nhà tao đòi dắt vợ tao lên quan hả? Con thì dắt đi, dắt đi. Mày thách thức tao đó hả? Tao nói cho mày biết, tao không tin một thằng khốn nạn như mày coi Hiền là vợ đâu. Thôi mà nữa. Mày muốn coi không? Mày muốn coi tao cho mày coi nè. Hiền, dừng lại. Đứng lên. Nhìn cái gì? Đứng lên. Hiền à, Hiền, cô đừng có sợ. Đi theo tôi đi. Tình tôi đi. Đi theo tôi. Mình đi liên quan. Đừng có sợ. Đừng có sợ Hiền. Đi qua đây. Đừng có sợ. Đi theo tôi. Hiền. Hiền. Con sao vậy? Hiền. Lỡ. Vậy thì anh là người kêu tôi qua đây ở. Anh phải kiên nhẫn chứ. Tôi cho họ rất nhiều cơ hội rồi, nhưng mà họ cứ đối xử tàn tệ với cô vậy, con chịu được sao? Mấy người, tôi sẽ kiện mấy người. Đừng có gây chuyện nữa. Má cũng sợ họ luôn hả má? Tại sao ai cũng sợ họ vậy? Được, nếu như má và Hiền sợ họ thì con sẽ làm được cách của con. Con không sợ họ đâu, con sẽ làm được cách của con. Con làm cái gì? Lớn. Lớn, đứng lại đã. Lớp, con tính làm cái gì vậy hả? Con phải viết đơn báo quan. Nhưng quan sẽ tin con hay sao? Quan không tin thì con sẽ nói bằng mọi giá để cho quan tin. Nhưng mà hội đồng là người có quyền có tiền, sẽ không ai tin con hết. Nghe lời má, đừng có làm lớn chuyện lên nữa. Bây giờ cứ để cho mẹ con Hiền ở đó sanh nở xong rồi, khi nào á mẹ con cứng cáp mình sẽ tính nha. Má thôi đi, để cho má tính hả? Vậy sao lúc con đi tù má không tính cho con hả má? Má, con biết má khổ tâm như thế nào mà. Má xin con đó, con đừng có làm lớn chuyện nữa mà Lượng. Con không hề muốn nhắc lại chuyện cũ. Má ơi, con đã từng bị đi tù một lần rồi, từng bị người ta hãm hại một lần rồi, cho nên con không muốn bất kỳ người thân của mình bị hãm hại như vậy nữa. Má hiểu cho con không? Lượng, con nói rất là đúng, nhưng mà ông xin con hãy khoan đã. Ai cho mấy ông đến đây hả? Lượng, ai cho mấy ông đến đây? Con làm cái gì vậy? Tại sao ông cứ lẻo đẻo theo má con tôi hoài vậy hả? Con bình tĩnh lại đi Lượng. Ông đi đâu vậy? Tại sao lại đến đây? Bà, tôi muốn nói với thằng Lượm. Ông im đi. Tôi sẽ thưa cả nhà ông vào tù. Bà dân độc ác, thằng Sen hàng hạ, và cả ông nữa, đồ giả dối. Đừng con ơi,
đừng có nói gì vậy. Mang tội đó. Con nói ông rất đúng. Ông là một người giả dối. Nhưng tình cảm, tình cảm ông dành cho con là thật. Nói gì vậy? Nói điên nó cùng gì vậy? Hả? Ông đừng có nói ở đây nói tào lao nữa. Đi về đi, ở đây không có chỗ cho. Mà phải để cho tôi nói. Ông đi về đi. Tôi không thể nào giấu con hoài được. Ông chính là ba ruột của con. Còn bà Giang là má ruột của con đó. Đừng có nghe ông nói. Ông đừng có nói bậy. Ông mới nói cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói lại đi. Nói cái gì? Hả? Ông là ba ruột của con. Má, chuyện này là sao hả má? Là sao hả má? Có phải là sự thật không má? Ông ấy nói đúng. Ba má chính là ba má ruột của con. Không, bà đang nói cái gì vậy? Con dám theo dõi ba hả? Phải, con cố tình đẩy đứa ba đi theo tụi đó. Biết được sự thật, không ngờ ba là con người như vậy. Tại sao ba có thể gian dối một con đàn bà người ở để nó một thằng con súc sinh như vậy? Con im đi. Con không im. Cậu Sáng, cậu đi về đi. Bà nói cái gì? Bà còn dám lên tiếng nữa hả? Nè, bà là thứ đàn bà lăng loạn, bà thứ đáng chết. Đi về. Cũng trong má tôi đã có coi chồng bà. Bà chết đi. Mày xúc phạm má đâu? Mày xúc phạm má đâu? Tao giết mày. Buông nó ra. Được. Con ơi, đừng con. Không. Con ơi. Không nói tôi phải giết nó. Mày nói ai là súc sinh? Tao không liên quan gì tới mày hết. Lượm, con bình tĩnh lại đi con. Không. Không chờ đó. Buông ra đi. Tôi không nên. Tôi không nên. Lượm. Trời má ơi, má ơi, má, chuyện có chuyện rồi má ơi. Con làm cái gì vậy? Thằng Lượm nó đánh con hả? Không phải, thì ra thằng Lượm là con của ba với bà Giang đó má. Cái gì? Con nói cái gì? Đó là sự thật, bà Giang còn nói thằng Lượm là anh của con nữa đó má. Không, không có chuyện đó đâu, không bao giờ có. Đó là sự thật. Ông dám nhìn nhận cái chuyện đê hèn của ông trước mặt tôi đó hả? Không phải là chuyện đê hèn. Tôi và Giang yêu nhau trước khi tôi lấy bà. Chỉ có cái chuyện tôi giấu kín bí mật này mới là đê hèn với Giang thôi. Gì đó? Ông nhận bà Giang vô nhà tôi làm vú nuôi cho thằng Sáng là ông muốn gần gũi với bà. Ông binh thằng Lượng. Trời ơi trời, tại sao tôi không nhìn ra cái chuyện đó chứ? Tức quá đi. Ông là cái thằng khốn nạn. Ông che giấu tôi là cái thằng đúng rồi. Nè, ông không được đụng đến má tôi. Bây giờ tôi không thể bảo vệ họ trong bí mật được nữa. Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Má, má thấy chưa? Ông làm cái chuyện sỉ nhục dùng họ tổ tiên, rồi bây giờ còn cho mình là đúng kia. Bà xin lỗi con, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi. Bà thừa nhận, cũng phải đến lúc bà sống với sự thật này. Tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà đây. Không, ông không được đi. Cả cái làng này ai cũng biết tôi là vợ của ông hết. Cả cái làng này ai cũng sống trong sự dối trá của bà. Và cả cái địa vị của tôi cũng là một sự giả dối. Tôi cấm ông. Tôi cấm ông không được đi. Ông không được nói bậy bạ như vậy nữa. Bà yên tâm đi, tôi sẽ không công bố cho mọi người biết đâu. Tôi sẽ đi khỏi cái làng này. Tôi, bà Giang, thằng Lượm và cả con bé Hiền nữa. Tôi sẽ bỏ xứ mà đi. Bà cứ giữ cái chức hội đồng của bà đi. Không, ông không được đi. Bà buông ra. Mà tôi lại ông mà. Thằng Sang nó sắp cưới con gái của Hoàng Tĩnh rồi. Ông đợi đám cưới nó xong rồi ông hãy đi. Tôi năn nỉ ông mà. Ông mới lại, ông đừng có đi. Tôi năn nỉ ông. Ông đừng đi. Lượm, về nhà đi con. Mà tránh ra đi. Má đừng có đụng vô người con nữa. Tại sao vậy hả má?
Má nói cho con biết đi, tại sao vậy á má? Con là con ruột của má. Tại sao má nói con là thằng con quan? Má lầm ở ngoài chợ gì nuôi? Để rồi con lớn lên bao nhiêu năm nay con chịu sự khinh bỉ của người đời hả má? Má xin lỗi, đó là sai lầm của má. Má sai rồi, má xin lỗi con mà. Con không thể nào tha lỗi cho má, càng không thể nào tha thứ cho ông Quý được. Này, con không được làm bậy, nếu không cả gia đình mình sẽ chết, con hiểu chưa? Đừng má ơi, đừng làm gì thiếu. Bây giờ sự thật được thôi bày rồi thì sao hả má? Rốt cuộc thì con cũng chỉ là thằng con quan, thằng con quan cho chính ông hội đồng và bà người làm gian díu với nhau để sinh ra. Làm sao mà con có thể sống với sự thật này hả má? Con thà chết, con lại chết chứ không thể nào chịu nhục như vậy được. Má xin con đừng để ý tới ai hết, đừng để ý tới những người ở ngoài kia. Ba má đã thương con, đã lo lắng cho con, điều đó là thật. Với lại chuyện của ba má không phải là chuyện vụng trộm như con nghĩ đâu. Con không quan tâm tới những người ngoài kia nghĩ gì, con chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi. Con bị chính thằng em cùng cha khác mẹ đẩy vào tù, rồi khi ba ruột của mình biết chuyện thì ổng cũng buông xuôi luôn. Má ơi, làm sao con sống được với sự thật này hả má? Trời ơi, tôi phải sống làm sao với sự thật này đây hả trời? Nghe má nói nè, thiệt ra gia đình mình sắp được giải thoát rồi. Chờ ba con nói chuyện với bà chủ xong thì cả gia đình mình sẽ cùng nhau đi thật xa, mình sẽ sống thật hạnh phúc. Má nói lượm. Má thôi đi, làm ơn đừng có nói gì nữa. Đừng có nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Lượm ơi lượm, nghe má nói nè lượm. Má ơi má. Má. Má ơi, không lẽ má tính để cho ba đi sau khi con làm xong đám cưới hả má? Con nói nhỏ thôi. Má đâu có điên con, mà để ổng đi với con mẹ người ở và thằng con riêng của ổng. Rồi xui gia nói làm sao với má đây? Má ăn nói làm sao với người ta? Rồi cả làng này nữa, người ta chê cười má sao con? Vậy là má gạt ba hả má? Không những má gạt bây giờ, mà má còn gạt cả đời của ổng nữa con này. Thì má nói vậy con yên tâm rồi. Tại con sợ má buồn, vậy tiếp theo má tính làm sao má? Muốn ổng không đi đó thì má con của mình phải loại bỏ tất cả trách nhiệm của ổng, con biết không? Ý má nói trách nhiệm của ba là bà Giang và thằng Lượm hả? Con à, đừng uống nữa. Má đã nói với con hết lời, nói rõ lý do tại sao ba má phải nói dối con rồi mà. Con không thông cảm với ba má được hay sao? Con đã thức suốt đêm hôm qua để suy nghĩ rồi. Thật sự bao nhiêu năm nay má đã lo lắng chăm sóc cho con. Má cảm ơn con. Con nói được như vậy má mừng lắm. Con cũng xin lỗi má. Lỗi còn phải ở ba má. Ba má thật sự cũng khổ tâm lắm. Con biết mà. Mày qua đây làm cái gì hả? Tôi qua nói chuyện gì chút. Tỉnh đi con. Chào cậu. Có chuyện gì vậy cậu? À gì? Tôi qua đây chuyển lời của má tôi cho dì. Má tôi muốn mời dì qua nhà để đàm phán. Má đừng qua bển. Đi về đi. Đàm phán cái gì chứ? À, đàm phán tức là nói chuyện để tìm cách chấm dứt tình cảnh này. Bây giờ sự thật đã được phơi bày rồi, thì dù sao hai gia đình cũng có cái chung,
thì má tôi muốn bà bạc cái gì á để tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết. Đừng qua bển má. Mày đi về chưa? Hả? Ê, ê, anh Lượng bình tĩnh, anh Lượng. Về qua liền nha, má tôi đang chờ đó. Có ba tôi nữa. Tôi về trước nha. Má, đừng có đi qua bển. Bà ta nham hiểm lắm, không tin được đâu. Cho dù không muốn qua thì má vẫn phải qua. Dù sao má cũng bị mang tiếng là giật chồng người ta rồi, nên dù muốn hay không thì cũng phải qua bên đó, nói rõ ràng, đính chính mọi chuyện, ba mặt một lời. Có ba con bên đó mà, ba con sẽ không để má bị gì đâu. Con cứ yên tâm đi, con ở nhà cứ chuẩn bị đồ đạc đi. Má về rồi mình sẽ đi. Chị Giang. Dạ thưa bà. Chị ngồi đi chị. Dạ tôi không dám. Chị không dám là chị không có nể mặt tôi rồi đó. Ngồi đi chị. Cảm ơn bà. Dạ lúc nãy cậu Sáng qua nói là bà gọi tôi qua đây muốn bàn chuyện với ông chủ nữa. Ông chủ đâu rồi thưa bà? Giờ này mà chị còn gọi là ông chủ nữa. Hai người sống với nhau như vợ chồng trước khi ổng cưới tôi mà. Phải không? Dạ chuyện đó là sự thật. Tôi và ông Quý đã thương nhau. Và chúng tôi cũng đã có thằng Lượm từ giai đoạn đó. Thôi được rồi, chị đừng có kể những chuyện mà tôi đã biết rồi. Uống trà đi chị, uống đi. Dạ thôi được rồi, tôi không dám, cảm ơn bà. Chị uống đi, bây giờ á không còn là chủ tớ nữa. Coi như là hai người phụ nữ mình ngồi nói chuyện với nhau. Nếu mà chị còn nể mặt tôi thì chị uống. Còn không á là mình trở mặt là kẻ thù đó nghe. Dạ, tôi uống. Chị Giang, từ hồi đó tới giờ á, chị có thấy tôi đối xử tệ với chị không? Đâu có. Còn thằng Sáng với thằng Lượm á là sự cố thôi, cho nên á tôi mới nhúng tay vào. Chị cũng làm mẹ rồi chị biết, có người mẹ nào mà muốn cho con mình ngồi tù đâu chị. Không có, phải không? Dạ tôi biết chứ. Tôi biết á, bà vì chuyện bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Thành ra sự thật ra sao tôi giấu kín trong lòng, đâu có dám tỏ bày cho ai biết. Vậy cái chuyện của tụi nhỏ đó chị là cái chuyện của tụi nó. Chị cũng biết là chị không thể nào đến với ông chồng của tôi được, nhưng mà chị ngoan cố. Đúng là cái dân đen lăng loàn mà. Chị chết đi. Tôi lại bà chủ. Bà chủ giết tôi. Bà chủ muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin bà đừng làm gì thằng Lượm con tôi hết. Tôi xin bà. Thằng Lượm mà trễ rồi, sẽ chết chung với chị thôi, biết chưa? Không, bà không được làm như vậy. Sao không? Bà Lượm đó là con của tôi, bà không được làm như vậy. Ông Quý, ông Quý đâu? Ông Quý hả? Ông trúng thuốc mê giống bà đó. Tôi trói ông lại rồi. Ông đang ngủ ly bì ở trong đó đó, biết chưa? Bà, ông Quý, ông Quý. Má, con nói rồi mà má không nghe. Qua bên này làm cái gì không biết nữa.
hãm hại thằng con trai của tôi. Không ai ăn cắp. Sao? Không giải thích nữa à? Những thứ này không phải của tôi. Chứng tan chứng lành rành vậy. Không phải của tôi. Không phải của tôi mà. Tôi bị quen. Tôi bị quen. Tôi không lấy gì của ai hết. Đánh chị mày. Lộm ơi. Có chuyện gì vậy? Sao mấy người gặp tôi thôi? Buông tôi ra. Thả tôi ra. Chồng họ không có bắt ai hết. Trời ơi, ông không được khỏe thì vô ông nằm nghỉ đi. Con đưa ba vô đâu mà nghỉ đi ba. Vô nghỉ khỏe thôi. Tôi là ông hội đồng, chủ cái nhà này. Hai người này là vợ con của tôi đó. Ông điên rồi hả? Ông nói cái gì kỳ vậy? Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Các anh thông cảm đi về đi. Tôi sẽ trình báo chuyện này lên cấp trên của các anh. Tôi hiểu rồi. Đây là việc riêng của ông hội. Đi về. Khoan đã mấy anh ơi. Mấy anh khoan đi đã mấy anh ơi. Cái đồ khốn nạn là cái đồ khốn nạn nè. Ông nhận má con nó là vợ con của ông. Còn má con tôi thì sao hả? Cái đồ khốn nạn ông nói. Thôi đi. Tôi làm chuyện này là do bà không chịu dừng tay lại. Điên rồi. Tôi cũng là con của ông. Tại sao ông không binh hai má con tôi mà lại đi binh cái thằng súc sinh. Một con đàn bà lăng mà như vậy. Uống qua đâu ra. Lớp ơi đừng. Tao nói cho mày biết, tao đã tha chết cho mày rất nhiều lần. Nhưng 5 lần 7 lần mày muốn hãm hại tao. Mày muốn cái gì hả? Con. Chính vì mày, gia đình của tao sắp tan vỡ. Tao giết mày. Ông Huy. Ông Huy. Ba. Ba có sao không ba? Ba ơi, con giết ba này ba ơi. Ông ơi, ông không phải là ba của con. Ông là người cha thế thân, con biết chưa? Lúc má con bầu con, ông ngoại ép ông phải cưới ma. Tại vì ông phải cưới má, tại vì ông phải vô trả nợ cho ba của ông. Con giết ông đi, con giết con ông đi. Giết. Thì ra tao với mày không phải là anh em. Mày mới đúng là thằng con quan. Mày là thằng con quan. Mày là con quan. Không. Tao không phải là thằng con quan. Tao không phải là thằng con quan. Tao giết mày. Đây. Mày. Nếu như hai má con mày không dừng tay lại, tao sẽ báo hết tất cả tội ác của hai má con mày lên quan. Mày là một thằng con quan. Má mày chữa quan không có tư cách gì để bào chữa hết. Má con mày đã trắng tay rồi. Râu. Râu. Con à, con chạy đi con, mau lên chạy đi. Má không để đứng dậy chạy. Chạy mau lên con, chạy. Ba ơi, ba có sao không ba? Ba. Ông đừng làm tôi sợ ba ông ơi. Ba có sao không ba? Tới giờ con chịu gọi ba bằng ba rồi sao? Con xin lỗi ba. Con là đứa con bất hiếu, con không thể nào bảo vệ cho ba. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Ông thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhiều không? Cũng đỡ nhiều rồi ba. Trái cây nghĩ cũng tội bà Dân. Thân nó làm bà hội đồng, vậy mà bây giờ phải bỏ đi biệt xứ để trốn tội. Hai má con họ sống trong nhung lụa quen rồi, giờ có thể khổ gấp trăm lần mình nữa. Ông đừng ái nái nữa. Những gì cần làm á thì ông đã làm hết rồi. Để xảy ra chuyện đó là số phận của họ, chứ lòng ông cũng đâu có mong muốn. Thôi, nói chuyện tương lai đi em. Dạ thưa ba má, tụi con mới về. Tụi con mới về. Hai đứa ngồi đây đi. Uống nước đi con, má mới rót đó. Dạ con cảm ơn má. Nghe con dâu nó kêu ba má có mát ruột không? Mát ruột cái gì mà mát ruột, thấy sướng trong người. Ba má yên tâm đi, từ đây về sau á hai đứa con sẽ báo hiếu cho ba má, và đứa bé trong bụng này cũng báo hiếu cho ông bà luôn. Ba tin là đứa nhỏ trong bụng nó sẽ mạnh mẽ giống con, nói được làm được. Cảm ơn anh đã chịu hy sinh làm cha của đứa nhỏ.
Không phải hy sinh mà là tự nguyện. Anh sẽ không để cho ai nói con mình là con quan. Em sẽ là vợ của anh.